Chào Chào bác, bà. chào Trời, tất cái cả này diễn ngọt. đàn. Bây giờ lên ngọt quá Thấy ha. Cười. bác trực tiếp mà nãy giờ cũng mắc công việc cho nên là phải tắm rửa sạch sẽ, chải đầu, bóc ráng. Lon. Rồi, ok con, chào con. Chào tất cả diễn đàn nha, chào anh em mình Rồi. nha. Anh em Rồi. kể bây giờ mình cứ tự xưng cái tụi dân chủ với lại cái tụi ba que nó kêu mình là bò đỏ. mình là Kệ bò đỏ. bà, mà bà có bò, con bò thì đương nhiên nó phải đỏ rồi, Nhưng mà bị tụi không nó bò khen. vàng, bò vàng tụi nó mới quái thai bác ạ. Thôi kệ đi, không có nói mấy chuyện đó. Bây giờ bác nói con nghe nè, cái sau khi những cái tin tức dồn dập mà thì tao thì nói thẳng mày, tiếng Anh thì nó có hạn, nó không có giỏi, thì mình chỉ cần nhờ những người nào mà giỏi tiếng Anh dịch ra những cái bài tin của nước ngoài, thí dụ như là Trịnh Gì Quốc đâu Thiên, rồi tất cả những cái nguồn tin nào ở nước ngoài mà những người nào mà có uy tín á, dịch ra thì mình lấy ra mình. Thì Việt Nam hiện giờ đang có một cái sự, mình nói được thân mật bắt tay qua, cũng qua thuộc cái dạng coi như là cũng ra thân mật với Mỹ. Thì thằng Mỹ thì chủ trương từ xưa giờ nó chuyên môn nó phá mấy cái nước nhỏ mà nó không ưa, thí dụ như đài RFA rồi đài VOA này kia, chuyên môn xuyên tạc. Thì bây giờ nó có một cái cách nhìn nhận khác là nó không còn phá nữa, đại khái là vậy. Nó nói một cách nôm na dân dân giả là vậy. Thì không còn gì, thì cái đám bên kia chắc còn hết đất sống rồi, bởi vì tụi kia mượn lời. Mày hiểu tao nói giống y tan tao, tao phải mượn lời thôi, dạ dạ tại biết không có ý. Có người mượn lời, ê, cái đại nó nói vậy, bởi vậy nó cho nó ăn ngàn tới mấy cái đồ, nó còn la ào ào, nhưng bây giờ nó cắm mẹ rồi, đâu còn cái gì ra, tụi đó nó sẽ chết rụt thôi, có nghĩa vậy con đó. nói với bác gì này, những cái đài đó nó lập ra trước năm 75 để nó chống Đúng phá rồi, cái lâu cộng rồi. sản Việt Nam, chống phá Đúng. cộng sản, và sau cái giai đoạn giải phóng năm 75 xong á thì tiếp tục nó phát những cái tin. Nó chê bai, nó kích động, nó nói xấu cái chế độ cộng sản sau cái năm 75 rất là nhiều. Rồi tới bây giờ vẫn tiếp tục. Thì bây giờ nhà nước mình á, những cái trang mạng đó nhà nước mình vẫn cho phát trong nước, không có kiểm duyệt như Trung Quốc. Cứ việc để nó phát để cho người dân trong nước thấy được cái gì, cái mặt phải mặt trái. Đương nhiên á, cái Rõ đài đó nó ràng. cũng có nhiều cái nó nói á, là những cái tin có một phần rồi nó thêm thắt vô. Thì đương nhiên ví dụ như những cái vụ việc như Trịnh Xuân Thanh, Đinh La Thăng là những cái nhân vật cao cấp của đảng nhà nước bị truy tố, bị bắt giữ á, thì nó nói, nhưng mà nó nói thêm vô này nọ, động cơ chính trị đồ, rồi phe phái đấu đá rồi nó rất là nhiều, nhưng mà có sự thật nó có những cái việc đó nhưng mà nó thêm thì để cho người dân trong nước á, thì người ta nhìn nhận cái tụi này nó như thế nào để người dân biết. Còn nói bác bây giờ mình cứ nói là sợ ma, mình cứ nói rằng là mình sợ bóng tấu, mà mình không ra bóng tấu mình ngồi nhà mình lúc nào mình sợ, mình phải đi ra, mình ra để mình thấy cái bóng tấu mình có nên sợ nữa hay không, phải không? Cho nên cái chuyện đó nhà nước không cấm. Riêng Việt Nam tới bây giờ chẳng qua mấy cái đài đó nó nói mình là tự do ngôn luận không có, nhân quyền, dân quyền không có này nọ, chứ con nói thật, Việt Nam là một đất nước rất chi là dân chủ, rất chi là cởi mở, rất chi là tự do, kể cả tự do ngôn luận, tự do diễn đàn. Mà bác thấy không, cảnh sát Mỹ á, mà dân nó mà chỉ cần sát vô nó bắn chết. Còn ở Việt Nam bác có thấy những clip mà cảnh sát ra đường, dân nó bấu đầu, nó quýnh này nọ rất là nhiều. Thì bây giờ mình nói là có dân chủ không, dân có dân chủ không, mà nói là Việt Nam này dân chủ, Việt Nam này còn dân chủ quá trớn nữa. À, tao ngắt lời mày cái, tao kể một chuyện cười. Mà chuyện này nó có thiệt, đứa nào nó hài hước, không biết có thiệt thiệt hay là không, nhưng nó hài hước đến bộ đồ tao ngồi sau tao bật cười. Hai vợ chồng đi ăn đám cưới với một đứa con, khi đi về thằng cảnh sát trước khi đi về thằng chồng nó dặn, ê, hốt vô hốt rượu đi, đồ má thằng nhỏ mới có 10 tuổi à, nó kêu ê uống vô mấy chút xíu đi, nhúng vô. Rồi xong ba cho con về để tao hỏi mày, có chừng khoảng chừng hai muỗng cà phê rượu thì làm sao mà bà kia ngậm cái miệng nhá. Xong rồi cái tới đó thằng anh chàng đủ xỉn rồi, ngồi lái xe chạy chở vợ và con về, đồ cảnh sát giao thông chặn lại, đồ đưa cái anh yêu cầu anh cho tôi coi thử mùi có men không, thấy anh có là là rồi xong ô vượt quá nồng độ nha, cái anh kia nãy giờ tôi nó có uống rượu cãi không tin ông thử vợ tôi coi, đút vô vợ giọng dặn trước rồi, đút vô vợ ít sao có rượu. Vậy là cái máy nó hư rồi, là lần cuối thằng nhỏ coi
Ui kỳ vậy, thôi con má này hư vậy đổi mấy khác. Thôi đi 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 đi. Nói chung là có nhiều cái nó giận, nó giận clip để cho vui. Không, anh bác biết chứ, nhưng mà cái điều họ nói là cái điều gì? Điều gì là có cái là cái người mà cảnh sát Việt Nam mà nó dễ dãi tới cái mức độ mà gọi như là người dân mà qua mặt tỉnh bơ à. Đã hái vậy. Còn Mỹ làm gì có chuyện đó. Có nhiều cái vấn đề đó, tao thói coi, tao coi trên những cái trang mạng mà tao thích được bức xúc. Đã nhậu sai rồi. Ở trần nha, bận mà xà lõn nha, chở ba không độ bố nguy hiểm nha, bắt lại không độ ba sai xin vô rồi cải lý gì cảnh sát ha, đè đầu cảnh sát là quýnh đấy chứ, mày là ghê. Mỹ là thì có chuyện đó, mà Việt Nam mình là vậy đó, thích là làm mà đủ mới khổ vậy. Người Việt khổ mà bây giờ cái tự do nó rất là quá trớn rồi, cái tự do quá trớn đó. Cho nên á, đương nhiên á, cái tự do theo cái Việt Nam thì nó không thể bằng các nước châu Âu và các nước tư bản. Tại sao? Nó đã tồn tại hàng trăm năm và nó nhiễm vào cái nền văn hóa nó rồi. Còn cái nền văn hóa Việt Nam mình mà tới mở cửa, đổ mới 35 năm, làm ăn với thế giới 25 năm. Nhưng mà cái nhận thức người dân nó khác hẳn. Nó khác hẳn trước năm 86, nó trước khác hẳn trước năm 90. Nó rất là khác. Cho nên cái tự do của Việt Nam mình bây giờ các cái đài đã nói thì cũng giống như nước đổ đầu dịch. Mình cứ nói vậy. Nhưng mà nó có một cái, người Việt Nam mà nó có tật xấu lắm hay không? học mà học cái dở, học cái nhanh lắm, lọc lẹ lắm, học nhanh nhanh. Ừ, còn học cái hay học không nổi, cái hay học không nổi. Học hay học không được. Tao tính nói rồi mà mày nói rồi đúng y chang ý tao. Học cái dở thật sự rồi Việt Nam vậy á. Khổ vậy. Học cái hay là chậm chạp lắm, học cái dở ở đâu á. Nó nhanh lắm. Thì bây giờ đó là mình nói tới cái chuyện mà bác nói là những cái đài vừa rồi mà sau khi Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ thăm Việt Nam và bên Mỹ là đã có triệu tập các cái đài đó nói về cái vấn đề nhân quyền. Đây là đúng rồi. Cái bước cải thiện đáng kể và cái hình ảnh của Việt Nam trên trường quốc tế mà để cho thế giới nhìn nhận. Đến nỗi mà ở Nam Sudan á, mà cái lực lượng gìn giữ hòa bình đúng rồi, có Nam, hỡi treo cờ Việt Nam là nó cho chạy. Mà treo cờ các nước khác nó hạnh niệm, mà hỡi treo cờ đỏ sao vàng. Cờ Việt Nam là nó cho chạy, nó mới hay. Cho nên các cái phái đoàn Liên Hợp Quốc ở bên Nam Sudan á là toàn là nhờ cái ông Việt Nam mình dẫn đoàn không à, phải dẫn đoàn đi thấy có cái cờ gì Việt Nam. Cái bản tên ngực bự lắm mày đó, đề tên Việt Nam bự cho người thấy không, bự cho nó thấy, nó thấy là nó cái nó lớn ô Việt Nam Hồ Chí Minh Võ Nguyên Giáp là nó cho đi. Đúng phải, thấy chưa, cái sự uy tín của Việt Nam mình nó càng ngày nó càng lớn mạnh đó rồi. Cho nên còn đó là cái vấn đề quốc tế thì Việt Nam mình tuy rằng là một nước diện tích nó nhỏ nhưng mà dân số Việt Nam mình đâu phải ít. Chỉ trừ thua ở bây giờ thua là Trung Quốc, Ấn Độ, Nga, Mỹ, những cái nước lớn, chứ còn hầu như các nước châu Âu là dân số là không bằng Việt Nam. Rõ ràng là riêng châu Âu là dân số không bằng Việt Nam. Chỉ có các nước châu Âu thì nó có Nga. Còn châu Á thì đa phần ví dụ như Việt Nam mình thì hiện giờ trong cái khu vực Đông Nam Á cũng đứng hàng thứ ba sau thằng Indo và thằng Philippines về dân số. Nhưng mà người Việt Nam mình hầu trước đây ASEAN lập ra để chống Việt Nam, mà Việt Nam bây giờ phải nói rằng là gần gần như là thủ lĩnh của trong cái khối ASEAN. Dạ đúng rồi. Thì tính ra là cái tiếng nói của Việt Nam trên đường quốc tế nó rất là không, mình nói vậy là cái đường lối của cái đảng cộng sản ở Việt Nam quá hay, quá cái hay lối mềm mỏng cương mình nhu, không thể nào mình nghĩ nó được có hả? Nó có lúc nào cương lúc nào nhu. Tại sao mà cái giới dân tu cụi với lại cái đám chống cộng nó kêu Việt Nam mình khi Philippines kiện Trung Quốc ra tòa quốc tế và luật biển, nó cũng kích động nó kêu Việt Nam kiện, mà Việt Nam không kiện. Việt Nam mình đang là người chính nghĩa. Việt Nam nó nói rồi, tôi là người chính nghĩa, tôi không kiện, cái đó nó thuộc về tôi, còn anh chiếm là chẳng qua nhất thời, không phải là của anh. Cho nên bây giờ trên những cái comment mà có nhiều người người ta hư nói là các đảo ở trong Trường Sa, Hoàng Sa là đang trong vùng tranh chấp con bác liền, cái đó không phải là đang tranh chấp, đó là của Việt Nam. Nhưng mà chẳng qua các nước đó như Trung Quốc, Đài Loan, Philippines đang chiếm. Anh đang chiếm giữ trái phép. Nhưng mà tôi khẳng định đó là của Việt Nam, anh đừng có nói là vùng tranh chấp. Cho nên tại sao vừa rồi cái bãi tư chính
Việt Nam không điều tàu ra này nọ, nói là phải tiêu diệt tàu Trung Quốc. Ủa cái đó của mình mà nó vô mình đuổi nó ra chứ, mất mới mình phải đem súng mình đuổi lấy đâu. Thì bây Nó giờ khổ quá mẹ ơi, nó có ngày người ta có nhiều người rành về luật biển rồi, vấn đề coi như về hiệp ước rồi, vấn đề đó là cái sự lãnh đạo uyển chuyển mà mềm mỏng, nhưng mà nó khổ đó. Mình nói chuyện với cái đám dốt nó khổ, mình đi dốt theo nó luôn, bởi vì nó đưa ra những cái lý luận rất là buồn cười, mà còn nói nó đơn nói đôm đó nay là lý luận cùng, thì bởi lý luận vậy cùng. khổ. Ví dụ như bây giờ con với bác Nó này, có nó nói hai chung người à hàng nó xóm với nhau ừ. đúng không, bây giờ con nói ví dụ như con với bác hai người hàng xóm mà trong tẹt của nhau đi, đang tranh giành một cái vấn đề gì đó, ví dụ như tranh giành cái bờ rào bờ ranh hay cái ranh đất ở Việt Nam, chứ còn Mỹ mình không tính đi, cái cãi qua cãi lại, bây giờ bác đúng con sai đúng không, và cãi Đúng qua rồi. cãi lại, con nói cái đó của con, bác nói của bác, cãi qua cãi lại, bây giờ cãi cùng rồi, con nói à tôi vậy á đúng không, tôi Ok. vậy á sao muốn sao, có nghĩa là tao phiên nó cùng rồi nó vậy. Mà chính trị Việt Nam người ta có dạy gì nè, có dạy gì nè, đứng cách con hổ thì 3 bước, nhưng mà đứng cách thằng say thằng cùi phải 10 bước. Nó say rồi hoặc là nó cùng lên rồi là không có đỡ được, nó không có bất, nó làm cái chuyện gì mình không biết được, cho nên đứng cách này đó xa xa ra, đứng cách hổ 3 mét 5 mét 5 bước mà còn có thể rằng là tránh được, nhưng mà đứng gần thằng say hoặc là thằng mà nó nẩu tà nẩu cùi lên đầu là mình không có tránh được, cho nên phải đứng cách nó xa hơn. Đó là mình nói nó liên quan tới cái vấn đề những cái thành phần, nhiều cái thành phần. Con nói bác bây giờ trong một đất nước nào, trong một thể chế chính trị nào, dù là đa đảng, dù là quân chủ lập hiến hoặc là trung lập hoặc là cộng sản, tại vì cộng sản bây giờ thối trào khối Đông Âu Liên Xô nó tan rã, cho nên từ cái chỗ Đông Âu Liên Xô tan rã, thành thử ra các cái lực lượng nó mới có cơ hội nó ngóc đầu dậy, nó chống phá. Chứ còn nó như Liên Xô Đông Âu tới bây giờ mà còn mạnh á, chẳng có thằng tư bản nào mà dám rời vô cái khối này, nó hai phe rõ ràng mà, hai trục rõ ràng mà, không không có thằng nào nói. Chẳng qua là Liên Xô vì đi sai cái đường lối cải tổ, cho nên là bị sụp đổ. Việt Nam và Trung Quốc là cải cách, Trung Quốc là kêu là cải cách về kinh tế, Việt Nam kêu đổ máu về kinh tế nhưng mà không đổ máu về chính trị, có nghĩa là không thực hiện đa nguyên đa đảng, vẫn đảng cầm quyền. Còn Trung Quốc có ba chớp là một cái tội đồ của dân Liên Xô và của đảng cộng sản thế giới, là gì, xóa bỏ điều 6 của hiến pháp của Liên Xô, giải tán đảng cộng sản, giải phi chính trị hóa quân đội, làm cho Liên Xô sụp đổ, Gấu bò chớp cải đang tổ chống bên Mỹ đảng. nè. Không cải tổ kinh tế mà cải tổ đảng, mất đảng, mất cái quyền lãnh đạo, đó là một cái tội đồ của dân tộc. Thì bây giờ mình nói đây ra, thì bây giờ tất cả cái đất nước nào trong xã hội nó cũng có nhiều thành phần, mà bác thấy em vừa rồi quay lên mạng ở phố Bonsa mà hai bên phe phái mà nó hai phe cũng cũng cờ vàng mà đi ủng hộ, ông ủng hộ Biden, Rồi, ông ủng hộ khỏi Trump, vậy đó. rồi ông này chửi qua ông kia chửi lại, cái ông này chửi ông kia cái đồ phản quốc, nó rất là nhục. Cái từ đó nói lên xong rồi nó đăng lên cả thế giới, những người Việt người ta coi người ta cười, Quỷ. nó thiệt ra rất là nhục cho cái người người hải ngoại. Đương nhiên đó là người hải ngoại, bữa nay 4 triệu dân Việt ở hải ngoại thì không phải ai cũng vậy. Thì có nhiều người rất là tốt, nặng lòng với quê hương, nhưng mà cái thành phần kia thì con bữa trước con nói bác rồi, nó chỉ một nhóm nhỏ thôi, 4 triệu người hải ngộ, thì bữa nay nếu như mà đem sàn ra lọc ra mấy ông đó chừng chắc chừng có 100.000 ông, 100.000 người, thì cũng giống như Việt Nam bây giờ. Việt Nam bây giờ con nói bác á, thành phần dân số Việt Nam mình 96 triệu dân, thành phần chống phá nhà nước này mà điên cuồng nhất á, đếm trên đầu ngón tay từ Nam tới Bắc 100 200 người rồi. Còn cái thành phần ăn theo mà nhận tiền đi biểu tình dân oan dân đồ á, thành phần đó là chỉ còn làm một phát là nó tan rã, nó không có cái cầm đầu là nó tan rã đâu. Cho nên cái thành phần mà chống phá đất nước này dài 30 thằng, thì đối với cảnh sát Việt Nam này, đối với lực lượng an ninh Việt Nam này, coi như là muối bỏ biển, không có là cái gì hết. Chẳng qua bây giờ là Việt Nam còn nhiều cái vấn đề không rảnh tay để giải quyết mấy cái vấn đề đó, từ từ nằm đó chứ không đi đâu được, có xuất cảnh được đâu, như Nguyễn Long Thắng có xuất cảnh được đâu, sợ không bắt được nó, trước sau không có đầu nó. Thì cái việc nhân quyền, cái việc tự do nó phải nằm trong một cái khuôn khổ, nước nào cũng vậy, Mỹ cũng vậy, Pháp cũng vậy,
Thì bây giờ còn nói về trong Việt Nam thì năm nay là kinh tế nó cũng có phần yếu kém về cái dịch bệnh rồi lũ lụt thiên tai. Bệnh lũ lụt. À, nhưng mà nói gì thì nói, con nói với bác á, riêng Việt Nam này á, tiền ở trong dân không thiếu. Bằng chứng rằng là dịch bệnh người ta không đi làm được, người ta nằm nhà, kinh tế người ta cũng có thể sản xuất. Nhưng mà thủy tiên chỉ lên nói một cái là hàng trăm tỷ vô tài khoản, thì bác thấy không? Rõ ràng tiền trong dân rất là nhiều. À, các cái doanh nghiệp tiền vẫn còn. À, bác thấy rõ ràng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đăng đàn với hai tiếng hồ đã vận động được một số tiền là hàng ngàn tỷ đồng từ các doanh nghiệp, từ nhà hảo tâm. Tiền đâu có, người ta lãi ta mới ủng hộ. Thì bữa trước trong diễn đàn bữa trước con đã nói rồi, thì bây giờ mình nói đây, chính sách của nhà nước Việt Nam này không bỏ quên ai, chẳng qua từng giai đoạn. Con đã làm công tác chính sách ở địa phương 16 năm, 15 năm không biết, từ cái giai đoạn năm 2000 á, 2005 rồi á, là bắt đầu nhà nước lúc đó làm có dư giúp định, bắt đầu giải quyết cho cái đối tượng chống Pháp. Tại lúc đó chống Pháp là trước năm 54 là già đậu, phải giải quyết trước. Giải quyết trước cái ông chống Pháp xong, bắt đầu tiếp giải quyết hết cái dứt điểm cái đối tượng chống Pháp xong, bắt đầu giải quyết cho cái đối tượng là gì? Chống Mỹ, nhưng mà đi tập kết. Tại những ông tập kết là sau 54 tập kết, thì bây giờ lúc giai đoạn đó cũng già, giải quyết được. Giải quyết hết cái đối tượng mà tập kết. Nói đối chung là coi từ giai đoạn. Giải quyết cho những ông đó, xong hết những cái ông mà tập kết hoặc là những ông không tập kết ở lại trong đây nè, hoạt động bí mật nè. Xong những ông đó, làm những cái ông đó mà bữa nay nếu như còn sống cũng nằm chín mấy tuổi đó, bắt đầu là có cái giai đoạn sau là giải quyết cho những người bắt đầu cũng tham gia chống Mỹ, nhưng mà trẻ trẻ hơn, cái tầm tuổi như bây giờ mà còn ở tuổi như bác rồi đó, 70 rồi bảy mấy đó. Bắt đầu xong cái giải quyết chống Mỹ xong, bắt đầu là giải quyết cho đối tượng Campuchia. Và biên giới phía Bắc, giúp bạn Lào, giải quyết từng đối tượng. Và hiện giờ hàng tháng nhà nước, riêng con nói với bác đó, riêng cái địa phương con ở, chỉ một cái xã thôi, một trăm mấy chục mẹ Việt Nam anh hùng, một cái bia liệt sĩ, 800 liệt sĩ, gia đình chính sách hiện giờ còn sống, phải giải quyết hàng trăm đối tượng. Cái ngân sách rất là lớn, mà trong một địa phương mình chứ đừng có nói nhiều chỗ nữa, cả tỉnh cả nước thì nó rất là nhiều. Rồi hàng tháng là giải quyết đối tượng đó, rồi chế độ chính sách bảo hiểm y tế, mai tế phí, nhà nước này không bỏ rơi ai, và đặc biệt là đối tượng người có công. Thì con nói bác á, okay. hồi nãy con cũng nghe cái anh về lúc trước cái chia sẻ diễn đàn là giải quyết cho đối tượng tham gia giúp bạn Campuchia đó, thì đúng, giải quyết hết. Đối tượng nào đi Campuchia cũng được, được chế độ bảo hiểm, rồi sao là có lỡ mất chết thì cũng được mai táng phí, rồi hàng tháng cũng có được cái phụ cấp. Nói chung là không nhiều nhưng mà coi như là một cái sự ghi nhận, tại vì bây giờ cái đối tượng đó nó cũng không phải là ít. Mà bác biết cái số liệt sĩ chết ở trên chiến trường Campuchia đâu phải là ít đâu bác, nhiều lắm. Tại vì rừng thiêu nước độc với lại đánh là bon boss, nó cũng ở một rừng giống như du kích như mình đâu đó, mà đâu biết ở đâu nó nã cái đạn cái chết mấy tấm ông chết nhiều. Thì bây giờ cái đối tượng đó bây giờ xong hết rồi, giải quyết xong có nghĩa rằng là đang giải quyết hàng tháng, hàng ngày. Nhưng cái việc đó mà bác vừa rồi bác coi trên mạng có thấy không, sau khi cái trận lũ ở ngoài Quảng Trị, Quảng Bình, nó lòi ra hàng chục quả bom của Mỹ còn rải xuống nặng khí không à. Thì bác cái thấy đó là, đó là gì? Hôm qua bác nói với lại bác Phương, bác Phượng là gì? Cái đó là dân chủ, quả bom dân chủ. Quả dân chủ. Cho nên là bây giờ con nói đất nước Việt Nam này bom đạn còn rải đầy. Nhưng mà bây giờ hỡi làm tới đâu thì rà tới đó. Mỹ, người Mỹ, chính quyền Mỹ, chính phủ Mỹ đã nhìn nhận đó là một cái sai lầm. Và bây giờ muốn hàn gắn cái đó bằng cách là gì? Mỹ không có lớn lên xin lỗi, tôi đánh anh tôi xin lỗi nha, nhưng mà nó giúp âm thầm bằng cách là tài trợ kinh tế và xóa lòng cái vết thương chiến tranh. Đương nhiên ở trong thâm tâm của thằng Tư Bản thì không bao giờ nó ưa cộng sản, nhưng mà bây giờ buộc nó phải làm ăn với Việt Nam. Tại sao? Con nói với bác vậy nè, nếu như mà con có dịp mà con ngồi chung với bác trong một cái bàn tiệc, một cái bữa thì bác cháu mình cà phê hay uống ly bia ly rượu á, thì cái vấn đề đó thì con nói có thể là bác cháu mình tâm sự nó kỹ hơn.
nhưng bây giờ mình rồi nói ok con, thì bác nghĩ cảm ơn con lên diễn đàn ha, có người là muốn lên bây con nói giờ một vài lời. nói bây giờ con nói nè, cho nên á ngày hôm qua con đã tái khẳng định và bữa nay con tiếp tục con tái khẳng định, con nói với bác dân Việt, Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ có cái chuyện hận thù dân tộc giữa giữa hai bên, đang muốn hòa hợp dân tộc. Nhưng mà con nói bác là hòa hợp nha, chứ cái từ hòa giải nó sẽ khác, cái nghĩa hòa giải nó khác, hòa hợp đúng rồi, hòa hợp dân tộc theo cái nghị quyết 36. Còn có nhiều người muốn nghĩ rằng là đó là hòa hợp hòa giải, anh hòa giải là anh phải công nhận được cái chế độ kia, anh tôi hòa hợp là hai giữa hai phe phái, nhìn nhận lại là con dân người Việt, con rồng cháu okay, tiên con. Chính à, xác. Thì bây giờ đối với cái người mà theo chế độ cũ rất là nhiều, giải quyết làm sao chẳng lẽ bỏ người ta vô rừng thì phải thực hiện cái chính sách công bằng. Đương nhiên không công bằng hẳn, ví dụ như giả dụ như con là một con của một người lính chế độ cũ thì con có tham gia cách mạng, con có là đảng viên, con có làm tới ông chủ tịch xã, ông chủ tịch phường, hay là con có đi lính đi gì đó, con cũng lên tới hàm cỡ thiếu tá cùng cỡ thiếu tá. Chứ còn ví dụ như lên tới đại tá là chắc chắn không được, nó siêu tra lý lịch cha mình hồi xưa là cũng được, nhưng mà thiếu tá trung tá thì được, hoặc là làm những cái chức vụ mà nó không quan trọng, không liên quan tới cơ yếu bí mật á, ví dụ như quân nhu tài chính đồ á, thì đã lái xe rồi thì được, nhưng mà cũng tham gia vào cái lực lượng của nhà nước và vẫn là đảng viên. Thì con nói với khẳng định với bác là đảng viên là con em cháu của người của nhân Việt dân Nam rất là nhiều. Rồi. Rất là ok nhiều. Con cho nên là đừng có tin vào cái tụi chống cộng ở đó, người dân Việt Nam bên hải ngoại mà tin vào cái đám chống cộng thì không có đường về Việt Nam. Và còn okay. nhiều còn nhiều cái thực trạng đất nước Việt Nam này phát triển về kinh tế, về xã hội, về mọi lĩnh vực đất nước hàng ngày đâu có ra đường đâu bơm đạn, đương nhiên tai nạn giao thông nó có nhưng mà dân vẫn ăn chơi. Con nói thiệt, không có nước nào trên thế giới mà cái quán cà phê nó đông vào buổi sáng, nó đông vào buổi đêm, và cái quán nhậu nó đông từ trưa cho tới khuya. Chính con xác. Nói là không có quán nhậu ở đâu đá, mà không bằng ở Việt Nam. Tây ngày nào tàn lâu tôi phát đi đất bệnh gì luôn á, nó thích nhậu thì dẫn qua cuối tuần nó vô ba vô đồ, nó nhảy nó đồ gì không. Chứ còn mà quán dọc đường vỉa hè tiền nhiều thì vô phòng lạnh, còn tiền ít ít á thì ăn hải sản sò ốc, còn tiền nhiều ăn tôm hùm, nó vô phòng lạnh đầy thở hồ thở tự mộc, do mà ăn uống nhậu nhẹt thoải mái, không có cái nước nào. Cho nên bác thấy ok không? rồi đến nỗi mà tao bi thái mà nó còn qua Việt Nam nó đầu tư.